Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay là bước sang ngày thứ 33 và chúng ta đã mở ra một cái tính năng mới mang tên là phi thăng thượng giới. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn được tu tiên hay là tu ma, cũng như là chúng ta có thể phân thân ra được 3 người. Và cụ thể nó phân thân như thế nào, với lại là mình nên chọn tu tiên hay là tu ma thì mình sẽ hướng dẫn anh em trong video này luôn nhá. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cần phải phi thăng cái đã. Thì để phi thăng được thì chúng ta sẽ cần phải leo thang. Đấy, nhấp vào đây để leo nha. Ok. Nói chung là leo mấy tầng đầu thì dễ thôi. Leo kiểu là cho có vậy anh em ạ. Tiếp tục leo thang trời. Leo cái nữa. Rồi ok. Khi mà chúng ta leo đến đây bị kẹt thì anh em hãy ấn vào phần thử thách. Đấy, ở trong này thì chúng ta sẽ có các cái thử thách, ví dụ như là chặt cây 1000 lần này, khiêu chiến đấu pháp 10 lần này và kích hoạt huyết mạch 100 lần. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ đi auto chặt đào luôn. Để cho nó đủ 1000 cái lượt chặt đào đi, kích hoạt huyết mạch thiên tiên nha. Bây giờ thì tiếp tục là auto thôi. Đủ 100 lần là được anh em nhá. Rồi, mình cũng sẽ đi đánh đấu pháp cho đủ 10 lần luôn anh em ạ. Ui ơi, ra món đồ mới xịn xò con bò luôn này. Haha, thế thì phải thay luôn thôi. A few moments later. Ok, thì sau khoảng 15 phút mình cũng đã hoàn thành xong nốt mấy cái thử thách ở đây rồi. Nhưng mà mình chỉ muốn lưu ý với anh em đó chính là chặt cây 1000 lần, đúng đủ 1000 lần thì anh em dừng lại luôn cho mình nhá. Bởi vì tí nữa chúng ta còn tích lũy đào lại để có thể là build thêm cho cái phân thân của mình, lấy thêm trang bị ấy anh em ơi. Rồi, bây giờ tiếp tục leo thang thôi anh em ơi. Lên luôn. Tầng tiếp theo và tầng cuối cùng anh em nhá. Oh yeah. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể lựa chọn được tu ma hay là tu tiên. Sẽ có nhiều anh em bảo là né thì chúng ta nên chơi tu tiên chẳng hạn. Bởi vì là né thì chúng ta được hồi máu nhiều, máu lúc nào cũng trên 50%. Thì chúng ta tu tiên nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì là tu tiên máu trên 50% sẽ được cộng thêm 10% công. Còn tu ma thì máu phải dưới 45% thì bản thân sẽ được tăng 12% công. Choáng cũng tương tự như né là chúng ta sẽ chơi tu tiên. Bởi vì là chúng ta sẽ có thể là tăng được khả năng tấn công khi máu ở trên 50%. Do là mình đánh choáng thì kẻ địch đâu có đánh được mình đâu. Thế cho nên là thanh máu của mình lúc nào cũng trên 50%. Thực ra thì theo lý thuyết thì đúng là như vậy anh em ạ. Tuy nhiên mình sẽ chia sẻ cho anh em cách làm thế nào để có thể lựa chọn tu tiên với tu ma một cách nó hiệu quả và nó hợp lý nhất nhé. Đó chính là chúng ta phải đi đánh đấu pháp 10 trận. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ thoát game ra vào lại nhá, để không lựa chọn cái này vội, mình sẽ đi đánh đấu pháp đã. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đấu pháp nhá. Hiện tại là mình đang nằm ở trong top 10, thế cho nên là mình sẽ chỉ quan tâm những anh em ở trong top 10 thôi. Rồi, chiến luôn này. Đầu tiên đó chính là Luzi, cũng là một trong những bạn nằm ở trong top 10 nhá. Chiến thử bác Luzi. Đấy, mỗi anh em ở trong top 10 thì mình sẽ đánh một trận. Anh em lưu ý đến cái số hiệp nha. Mình sẽ để tốc độ x1 để cho anh em có thể nhìn thấy này. Máu của mình hiện tại là vẫn đang trên 50% đến hiệp 3 này. Rồi, tiếp tục này, vẫn trên 50% này, hiệp 4 này. Vẫn trên 50%. Anh em thấy chưa? Rồi, rồi. Ok, cạp được. Đấy. Anh em thấy không? Trận này mình thua cũng đơn giản thôi, bởi vì là mình không trang bị em phù tang. Cái thứ hai nữa là thần thông của mình thì chưa có cái giải thi pháp mà em ứng long nó cảm phát mình đi luôn. Thế cho nên là mình có thể thay em vũ tăng ở đây thì mình hoàn toàn có thể khắc chế được bạn này. Nhưng cái ý mình muốn nói ấy, là trong số những cái hiệp vừa rồi mà mình đánh kết thúc trận chiến thì tất cả trong những cái hiệp đó thì máu của mình đều trên 50%. Đấy là trận đầu tiên nha. Tiếp theo là bác sói xám này đi. Đấy, hiệp 1 này, máu vẫn trên 50% này. Ok, anh em cứ căn làm sao cho đến lúc mình tử trận có bao nhiêu hiệp máu trên 50% cho mình nha. Rồi, vã một phát, vẫn trên 50%. Ok. Ok. Được luôn. Ui xời, máu vẫn cứ trên 50% thôi anh em, nên chưa có gì phải lo lắng cả. Rồi, rồi, máu bắt đầu xuống nha. Hiệp thứ 6 này. Hiệp thứ 6 máu bắt đầu xuống 45% này. Rồi. Rồi, hiệp thứ 7 này. Ok này. Rồi, máu trên 50% này anh em này. Rồi, lại dưới 45% này. Rồi, lại trên 50%. Ok. Ok. Đấy, anh em thể nhìn thấy là 7 trên 10 hiệp máu của mình trên 50% nha anh em. Tương tự như thế thì anh em sẽ đi đấu PK đủ 10 trận cho mình. Ví dụ như anh em ở top 10 thì anh em sẽ quan tâm những thành viên ở trong top 10 ấy, thì đánh 10 người đó. Còn anh em ở trong top 20 thì anh em sẽ đánh xung quanh top 20 đấy, tầm từ top 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và sau khi anh em đi đánh hết 10 trận đấu đấy rồi thì chắc chắn anh em sẽ biết được rằng là đa số các cái hiệp của anh em thì HP ở trên 50% hay là dưới 45%. Anh em nhớ để tốc độ đánh x1 thôi thì anh em sẽ nắm rõ được nhất. Đấy, nói chung là mình cứ phải thực tế, chứ còn đừng nghe ông nào nói cả tu ma hay tu tiên thì làm sao mà nó hợp lý với mình được, đúng không? Và với kết quả của mình đi đánh đấm từ nãy đến giờ thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn tu tiên thôi. Ok, lựa chọn tu tiên luôn. Yeah. Wow, lực chiến cũng tăng lên khá khá nha. Rồi, sau khi tu tiên xong thì giao diện nó sẽ như thế này anh em nhé. Chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó chính là phân thân anh em ạ.
Với lại thực ra nếu như anh em chọn tu tiên nhé thì nó sẽ có lợi thế hơn một chút, bởi vì là chúng ta sẽ build thêm một cái phái nữa, đó chính là liên bạo, để chúng ta đi đánh boss. Khi mà đi đánh boss đúng không thì HP của mình trên 50% kết hợp với cả cái con tinh quái quỷ tướng nữa. Đấy, và HP của kẻ địch mà trên 60% á là nó sẽ tăng sát thương lên, là cộng vào chúng ta sẽ có đâu đó khoảng hơn 40% rồi, là đi đánh boss đam nó sẽ to anh em nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì với cái phân thân này thì anh em sẽ lưu ý cùng với mình nha. Hiện tại là thần thông tinh quái các thứ khác thì nó đều giữ nguyên, chỉ có cái trang bị là nó mất đi. Thế thì bây giờ mình sẽ ấn sang phần dương thần này và ấn ra trận cho mình nha. Ok, không vấn đề gì, cứ xác nhận cho mình. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là đi chặt cây anh em ơi. Và thế là bây giờ tự động của chúng ta nó sẽ thay đổi một chút. Bây giờ là mình sẽ cần phải build vào bạo kích cũng như là liên kích để có thể là đi đánh boss đúng không? Thì ở đây anh em đừng để cái đồng thời nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang chữ hoặc dừng khi yêu lực trang bị tăng hoặc bạo kích liên kích. Cái này rất là quan trọng luôn anh em nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chặt cây luôn. Tí nữa đến cái đoạn quan trọng đấy mình sẽ lại chia sẻ cho anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Nhìn này, bạo kích một phát thì đúng cái môn phái mình cần rồi. Thì mình sẽ trang bị luôn. Ok, Sakalay tục tiệp. Mình quên mất, cái này thì mình cũng sẽ giảm xuống từ trí bảo trở lên là được rồi anh em nhé. Đấy, bây giờ mình ấn bắt đầu lại này. Do là ở chỗ này thì mình cũng chưa có bất kỳ một cái trang bị nào cả, cho nên là mình cứ giảm cái yêu cầu của mình xuống một tí. Đấy, sau này khi full cái bộ ở đây rồi thì chúng ta lại tiếp tục điều chỉnh lên cái tiêu chí nó cao hơn một chút. Đấy, anh em thấy chưa? Bây giờ thì đến cái choáng này, cái này bắt đầu phân vân rồi đúng không? Nhưng thật tình cờ, ở trong cái phần phân thân này thì chúng ta rất cần một môn phái choáng để có thể là đi vượt ải. Thế thành ra là mình sẽ sang phần âm thân và mình ấn ra trận. Đấy, anh em thấy chưa? Và bây giờ thì tiếp tục là ấn chặt cây. Đấy, và thế là chúng ta có thêm một cái trang bị choáng cho cái môn phái thứ ba của mình. Trang bị luôn. Trời ơi, được chưa anh em? Rồi, bây giờ lại tắt tự động đi nha anh em. Cái này thì nó hơi quăng tà la văn một tí này. Ủa? Ta định tắt thì nó lại ra choáng 12,2%, yêu lực tăng lên khá nhiều. Mình trang bị cái đã. Rồi, nói chung là nó hơi quăng tà la văn ở giai đoạn đầu thì anh em phải chấp nhận thôi. Rồi, ra trận tiếp này. Bởi vì mình đang ưu tiên vào môn phái liên bạo trước, để đi hoạt động dị thú xâm lược đánh boss cho nó sướng cái đã. Và bây giờ mình lại tiếp tục là auto thôi. Chặt 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 chặt. Uầy, quả này mới cay này anh em này. Nhưng mà thôi không sao, cái này thì nó không liên quan gì lắm. Thế cho nên là mình cứ chuyển sang cái bộ âm thân ấy, cùng với cả bộ choáng là hợp lý nha. Cứ ấn ra trận thay đổi liên tục như thế, miễn sao cái bộ thứ hai của anh em nó là liên kích với bạo kích, và bộ thứ ba của anh em là có choáng để đi vượt ải là ok rồi. 12 seconds later. Và như vậy là mình đã xả hết cái số đào rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem thành quả của mình nha. Thứ nhất là về âm thân là mình cũng đủ một bộ trang bị rồi. Thế anh em có thể build giống mình là choáng cũng như kết hợp với cả phản công. Bởi vì là khi mà bị đánh, phản công lại mình lại tiếp tục đánh choáng kẻ địch nữa thì kẻ địch sẽ rất là khó chịu luôn. Thì sẽ giúp cho chúng ta đi vượt ải rất là dễ dàng. Đấy, thỉnh thoảng vẫn lòi ra một số cái món đồ hút máu này, nhưng mà bị hết đào rồi cho nên là chưa thể nào mà thay thế được. Về sau thì mình sẽ all in vào choáng thôi anh em ơi. Và anh em cũng nhớ điều chỉnh lại bộ tinh quái cũng như là thần thông nhé. Tinh quái thì điều chỉnh dễ hơn rồi, vì ở âm thân mình chơi choáng cho nên là mình kết hợp với em hoàng đế vào trận một cái là có cái khả năng đánh trước pèo một phát gây sát thương, kết hợp với có khả năng có thể khiến cho địch bị choáng. Đấy, còn về cái huyết mạch thì mình sẽ all in vào trong cái huyết mạch chu tước thôi. Nhưng mà bởi vì là hết mất cái linh thảo cho nên là mình vẫn bị lòi ra một cái câu trần với một cái đằng xà anh em nhé. Ở trong phần thần thông thì mình cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm cho môn phái choáng, cho nên là mình chỉ thêm một cái nữa là hàn tức vào đây này, cộng thêm một cái băng phong ngàn dặm đi cùng với cả choáng nữa thì all in vào tất cả những cái hiệu ứng khống chế khiến cho kẻ địch chỉ biết khóc thét mà thôi. Còn ở cái bộ dương thần thì mình cũng đã chơi all in vào liên bạo rồi. Cái bộ này chủ yếu là đi đánh boss, thế cho nên là mình sẽ build full công. Đây, cái thần thông này mình chơi ba đầu sáu tay này, cái này là đe dọa để all in vào trong cái em linh thú ứng long. Còn cái này thì mình chưa có cái diệt tâm ma chủng. Có cái diệt tâm ma chủng rồi đi đánh boss sẽ rất là sướng. Tương tự như thế, cái đạo pháp mình cũng chưa có cái thần thông xịn. Khi nào có thần thông xịn thì mình lại chia sẻ cho anh em sau. Nhưng có một điều bây giờ mình mới nhận ra, nếu như ngày xưa mà mình lựa chọn vào đây, đó chính là em này, Thanh Long, thì bây giờ tất cả các môn phái mình đều có thể trang bị được một cách cực kỳ dễ dàng. Hay đơn giản như em ông già thì bây giờ nó đã lợi thế hơn rất nhiều rồi. Ví dụ như mà khi chơi liên kích bạo kích, mình có cái thần thông phục ảnh. Đấy, sau khi linh thú phóng kỹ năng lần đầu được nhận 13,2% thuộc tính liên kích và khá liên kích, tức là nó búp cho bản thân mình rất là nhiều luôn. Mỗi tội là nếu như chơi ứng long thì phải chờ đến hiệp 5 nó mới đánh.
thì bây giờ đến hiệp 5 mới được búp thì đúng là dở hơi luôn. Thế cho nên có khi Bill và ông già bây giờ còn sướng hơn nhiều anh em nha. Ok, thì như anh em có thể thấy là ngày 33 của chúng ta là có một bước đột phá khá lớn đấy. Tu tiên hay là tu ma, phân thân như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ, và nếu như anh em thấy video này hữu ích thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bởi vì hiện nay 94% anh em xem video đều không ấn đăng ký, ảo thật đấy. Nhìn chung thì cái này nó không mất quá nhiều thời gian của anh em, nhưng nó là niềm động lực rất lớn đối với mình. Nên nếu có thể thì anh em cho mình xin một nút đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.